Xin chào anh chị, chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay tôi lại ra một cái sản phẩm, mà một chiếc nhẫn nữ hàng ruby lục yên, hàng VIP, chất kính và đỏ huyết bồ câu. Như chúng ta thấy ở đây tôi quay bằng đèn flash thì nhìn thấy nó đã mắt như này rồi. Nó rực lửa lên nhìn rất là hút mắt. Bên ngoài thì thực sự là rất là xúc động trước cái vẻ đẹp của ruby lục yên. Nó rất là đẹp, thậm chí nó đẹp hơn cái hình ảnh và video chúng ta quay như thế này. Và cái chiếc nhẫn được thiết kế bằng vàng 18K. Với cái mẫu thiết kế kiểu cổ điển vintage, cũng rất đơn giản nhưng mà rất là sang khi chúng ta đeo lên trên tay. Thì cái mẫu này nữ đeo hoặc nam đeo cũng vẫn có thể được. Và cái clip tôi đang quay là ở dưới ánh nắng, dưới ánh sáng ánh nắng ban ngày, thì bên ngoài thực sự nó đẹp hơn như này rất nhiều, nhưng quay thì nó chỉ thể hiện được một phần nào đó thôi. Đây là một số hình ảnh mà tôi chụp lại. Thì cái viên này nó là một viên hàng chất lượng rất là cao, rất tốt, viên hàng đẹp. Bởi vì cái chất của viên đá thì nó rất là rực và đanh. Ở đây là sản phẩm khi được đeo lên trên tay thì chúng ta có thể hình dung được cái vẻ đẹp của nó như thế nào. Vâng, nhìn rất là ấn tượng và rất nổi bật. Và rất là sang trọng, không đụng với một cái thiết kế nào. Và anh chị đam mê đá quý và đam mê ruby thì thừa biết rằng là chơi đá quý, chơi ruby là phải chơi về chất lượng, chơi về màu sắc, chứ không ai chơi về độ to. Chơi không chơi về số lượng, mà chúng ta chỉ để ý đến là những cái hàng chất lượng cao và tốt. Và những cái viên hàng VIP thì thường nó chỉ có nhỏ thôi, không có to, bởi vì nó hiếm nên là không thể nào. To thì cũng có nhưng mà số lượng rất ít và giá thành rất là khủng khiếp. Và khi chúng ta đã sở hữu được một viên giá trị và viên hàng đẹp thì cái giá trị của nó sẽ càng ngày càng tăng lên vì càng ngày càng hiếm. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn.